Lựa chọn đầu giải mã DAC, topping D50S hay là đầu giải mã âm thanh DAC T2 của hãng Suka Audio. Ngày nay tôi sẽ làm một cái video clip so sánh âm thanh cũng như là cả hình thức bên ngoài để cho anh em ngâm cứu lựa chọn xem mà nên lựa chọn sản phẩm một trong hai thằng này nhá. Anh em yêu thích thằng nào thì hãy comment phía dưới tôi biết nhá. Đầu tiên mình sẽ đập hộp cả hai sản phẩm để anh em cùng theo dõi nhá. D50S trước. Về cái cảm quan bên ngoài, về cái hộp thì tôi cảm giác là thằng này nó nhỏ hơn so với thằng T2. Nhưng mà cái hộp của nó thì có vẻ sang trọng hơn, với cái thiết kế, cái màu của nó khá là đẹp về cái vỏ bên ngoài. Nhưng còn thằng này nó sử dụng từ trước đến nay nó vẫn sử dụng một cái bìa cắt tông, giấy tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Nhưng mà nhìn nó kiểu không được sang xịn mịn như con tốc bình này. Anh em có thể thấy rồi nhá. Ok, đây là cái điểm cộng đầu tiên là cái vỏ bên ngoài đã thích rồi. Đôi khi các chị em chúng tôi mua hàng bởi vì thích cái màu này, thích cái hộp này thôi. Đấy nhá. Còn anh em chúng ta thì phải nghe thử đấy, phải kiểm tra xem là chip nó dùng chip gì, nguồn gốc ở đâu thì chúng ta mới đưa ra quyết định mua hàng. Anh em xem hết đã. Đầu giải mã đây này. Các phụ kiện đi kèm cũng có những cái gì này, tất tần tật nhá. Đấy. DAC T2. Đây. Cái dây USB của nó. So với dây USB của con TD5S có vẻ sang xịn hơn đấy. Dây hướng dẫn sử dụng này, phiếu bảo hành cũng là tem. Dây nguồn, điều khiển. Dây Bluetooth. Cáp chuyển 6 ly, có tặng luôn cho anh em. Đầu giải mã. Đó. Hai cái bóng 9 chân, anh em đi chọn bóng 9 chân nhé. Thông thường những con dề bình thường chỉ có 7 chân thôi, con này bóng 9 chân. Đầu giải mã. Kiêm luôn cả dề đèn. Thế nó mới hay. Rồi, lắp bóng đèn vào đã. Nhá. Ok. Chỉnh cho nó cân tí là được. Rồi, ok. Trước mắt quý vị và các bạn đây, hai chiếc đầu giải mã đến từ hai thương hiệu khác nhau với phân khúc giá ngang nhau. Anh em nhá, tôi nói là ngang nhau. Một con của hãng Topping có chứng nhận 2Z Audio. Đấy, anh em thấy chưa? 2Z Audio. Mình đi so sánh từ cái phụ kiện trước nhỉ. Đầu tiên là cái dây nguồn của con DAC T2. Con này ngay cả con hãng bản thấp hơn, DAC T2 hiện nay là cái bản DAC cao cấp nhất của hãng Suka Audio. Nên là cái dây nguồn của nó cũng xịn hơn từ cái dây nguồn anh em nhé, từ cái dây nguồn. Đấy, kể cả những cái cùng hãng nhưng mà kể cả bản thấp hơn thì cũng phải ghen tị về cái dây nguồn con này. Nó to và cái cục adapter của nó cũng xịn hơn. Và anh em biết rồi, chơi âm thanh, nhạc số hay nhạc analog đều như nhau, là cái nguồn điện của nó rất là quan trọng. Nhất điện nhì phòng, tam kê tứ kệ, nó cho vần thôi nhưng mà chuẩn đấy anh em. Còn dây nguồn của con đây nhỉ, dây nguồn hãng Topping này. Topping đấy. Topping có một cái điều thiếu sót nữa là dây nguồn này nó không tặng cục nguồn cho anh em, nên là chúng tôi lại phải, hãng không có cục nguồn đấy. Nên là anh em phải lắp cục nguồn rời. Đương nhiên là cục nguồn rời thì nó có những cái rủi ro là anh em lựa chọn cục nguồn nó trôi nổi chẳng hạn, nó không có nguồn điện đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ tặng kèm những cục nguồn cho anh em, sẽ cắm nguồn vào. Đó. Yeah. Rồi này, tiếp theo này. Dây Bluetooth. Cả hai con đều có Bluetooth anh em nhá, đều có Bluetooth 5.0 và hỗ trợ LDAC. Con này thiết kế dây Bluetooth của nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn, khá là xinh xinh, dành cho những người thích cái sự nhỏ nhắn. Đấy. Đây, lắp vào. Đấy. Còn con này. Đấy, tại vì nó thiết kế thẳng như này cho nó cầm vặn nó nhanh, nó gập lên. Đấy, ok. Đều có điều khiển này. Đều có điều khiển này. Cái phụ kiện nha, tôi đang so sánh cái phụ kiện trước. Thằng này còn có tặng cho anh em cái jack chuyển 6 ly. Ra 3.5 hoặc là jack 3.5. Anh em cắm tai nghe. Đấy. Các chủ đá thang này không có cổng 3.5 anh em nhé. Rồi, tiếp đến là một cái phụ kiện rất là quan trọng dành cho anh em chơi nhạc số qua máy tính. Dây USB của thằng Suka nó chỉ có cái dây tôi đánh giá là chất lượng khá là đẹp, xịn, trong một cái đóng nguyên trong một cái hộp như này. Cổng USB vẫn là cổng cho thông số tín hiệu cao nhất trong các cổng tín hiệu số ở trên con hai con giải mã này. Đây là hãng Suka, họ tặng anh em một cái dây USB xịn như này. Ngày trước thì sẽ là dây USB màu xanh. Ở những cái bản đời thấp hơn như là Q6 USB, anh em nhìn khá là chất lượng. Đấy.
Còn dây USB của hãng Tobin thì đây. Cái này thì nó sẽ nhỏ hơn khá nhiều. Đấy, anh em nhìn. Đây là có cục chống nhiễu nữa anh em nhé, cục chống nhiễu nữa. Anh em hay thấy những cục chống nhiễu này ở trên những cái dây nguồn hoặc là những thiết bị mà dây AV có cái cục chống nhiễu này này. Đấy, tín hiệu. Để mình đánh giá là cái riêng về phần phụ kiện mình đánh giá là T2 này thêm một cái điểm cộng nữa. Đấy, ok. Rồi. Bây giờ xét về cái hình thức bên ngoài thì thằng T2 thì cảm giác nó to và nó nặng hơn so với con D50S này, hình thức bên ngoài nhá. Nhưng mà có nhiều anh em lại chê cái thiết kế này nó xấu cái thiết kế kiểu này. Thằng D50S này thì nó đơn giản, nó tối giản như này. Đấy, thì anh em thấy hãng Tobin cái logo nó ở trên này và là thông số và logo của hãng là D50S đây. Đấy. Đấy. Và quan trọng nhất là thằng này nó hơn được một cái mà thằng Suka không có, đó là cái thằng 2Z này này. Có mỗi hai cái tem dán trên này thôi nhưng mà giá nó lại khác đây anh em nhá. Lại là một chuyện khác. Rồi. Ok, xét về thông số của cả hai con này đều là hỗ trợ nhạc DSD 512 và đều sử dụng chip của Mỹ ESS nhá. Tôi dùng chip ES9038 Q2M và XU208 và hai con này đều có điểm chung là sử dụng chip của Mỹ, chung chip của Mỹ luôn anh em nhá. 9038 Q2M. Đấy. Và nhìn cái hình thức bên ngoài thì anh em thấy rằng là con này nó to hơn một chút và nó có hai cái bóng đèn ở đây. Hai cái bóng đèn. Và đây là cái điểm nhấn khá là đẹp và khá là nhìn rất là nguy hiểm anh em nhé. Đối với người mới chơi và nhìn con giải mã là có hai bóng đèn cực kỳ là nguy hiểm. Đấy. Con này có tích hợp dề đèn. Tích hợp dề đèn anh em nhé. Và bóng này là bóng 9 chân. Anh em nào chơi âm thanh có nhiều kinh nghiệm thì có biết rồi, âm thanh mà có tính chất bóng đèn thì cũng rất là ngọt và nịnh tai. Đấy, đây là một cái tôi sẽ bật nguồn cả hai chiếc lên. Đấy. Đây. Bật nguồn cả hai chiếc lên. Đấy. Thì để cho khách qua cho tôi bóc luôn cả cái siêu về cho anh em xem này cho nó sáng. Đấy. Thì anh em nhìn nhá, tôi sẽ tăng cái độ sáng màn hình lên tối đa này. Đây là 100%. Thì xét về cái độ sáng màn hình thì anh em thấy rằng cái màn hình nhé, xét riêng về cái màn hình của hai cái thì nó đã đứt rồi, con này anh em nhìn rất là rõ và nét, cái màn hình nó to và nét, cực kỳ sáng và nét như này. Kể cả những người mà những bác mà lớn tuổi thì có thể nhìn rất là rõ. Cả khi chúng ta bấm volume nhá anh em nhé, khi tôi tăng volume này, đây có cả hai dùng điều khiển nhá, tôi sẽ dùng điều khiển hoặc trên màn hình đều được. Tôi tăng volume này anh em, để cái khoảng cách này nhá anh em nhìn nhá, mình tăng volume này, đấy con số này, con số nó sẽ tràn to hết màn hình, anh em thấy không? Còn tôi tăng volume của bên này, đây anh em nhìn, thì nó sẽ hơi khó nhìn hơn một chút về cái màn hình của nó sẽ kém hơn, đấy, rồi. Về hình thức thì tùy vào sở thích của mỗi người, có người thích con này, không người thích con này thì cái này mình không nói. Còn về cái màn hình thì con này chắc chắn sẽ hơn này, cái chip thì cũng tương tự như nhau. Đó. Và con này nó có thêm một cái bóng đèn mà con này không có nữa. Đấy, nhá. Rồi phía sau cho anh em xem phía sau, và con này nó có cả màu trắng nữa anh em nhá, có cả màu trắng. Nếu như mà anh em nó yêu thích màu trắng thì sẽ không thích thằng Suka T2 này, bởi vì con này chỉ có một màu, con này có hai màu, đen và trắng, bạc đấy. Đây là bạc. Đấy là một cái điểm cộng cho anh em lựa chọn thêm sự lựa chọn. Về các đầu jack đánh giá và những cái đầu jack thì mình đánh giá rằng là như nhau về cái hình thức bên ngoài. Nói chung là cái này thì ok, không có gì để bàn cãi. Bây giờ mình sẽ đi đến cái vấn đề đó chính là test âm thanh cho anh em nhá. Cái điều quan trọng nhất, không biết anh em yêu thích thằng nào. Rồi, tôi sẽ lấy một cái dây cáp USB của thằng Suka để test cho cả hai nhá. Đấy, thằng này có một cái là nếu như trong khoảng thời gian nhất định chúng ta không sử dụng nó sẽ tắt màn hình như này. Đây, thực ra nó vẫn đang chạy đấy anh em nhé. Còn đây, màn hình của nó đây. Còn Tobin này có cái chế độ mà auto, chúng ta không có tín hiệu vào nó sẽ tự tắt màn hình. Đấy, còn thằng này cũng có chức năng, không có chức năng tự tắt nhưng chúng ta có thể tắt trên này, ấn tắt như này. Thực ra nó vẫn đang chạy. Nó có phím tắt màn hình display đây. Đấy, cái điều khiển nó đây. Đấy nhá. Rồi, mình sẽ xét cái test. Đầu tiên sẽ cắm tín hiệu vào con Tobin ngày trước nhá. Tobin. Đấy. Dậy. Đây, anh em xem cái quy trình. Tín hiệu sẽ từ máy tính xuống giải mã DAC Tobin D50S, từ giải mã xuống âm ly và từ âm ly khuếch đại ra hai loa phía sau.
Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành luôn đây nghe. Rồi, tại vì tôi sử dụng cổng USB nên mình đã chuyển sang chế độ USB ở đây trên này. Anh em có thể dùng điều khiển ở trên này nhé, dùng điều khiển chuyển chế độ ở trên này hoặc là chuyển ở trên này, cái cạn này, Bluetooth này. Tôi sẽ chuyển sang con DAC T2 để anh em cùng theo dõi. GAV cắm từ giải mã xuống DAC T2. Vẫn lấy nguồn nhạc. Con T2 này có phần dề đèn để âm thanh khá ổn định. Chuyển sang chế độ USB. USB. Ok, vừa rồi tôi vừa thực hiện hai chiếc đầu giải mã DAC của hãng Topping D50S và chiếc đầu giải mã DAC bản cao cấp nhất của Suka DAC T2 có tích hợp dây đèn. Thì quý vị và các bạn có thể nghĩ sao về hai chiếc đầu giải mã này? Tất nhiên rằng mỗi người một sở thích, thì không biết rằng là anh em yêu thích cái đầu giải mã nào hơn thì có thể comment ở phía dưới. Và một lần nữa mình xin báo giá để hai sản phẩm để anh em biết, đầu giải mã DAC Topping D50S giá ở thời điểm hiện tại có mức giá là 4.700.000 đồng. Quý vị được miễn phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1, tặng kèm dây nguồn, dây cáp quang của AudioQuest. Và tương tự như vậy, đầu giải mã DAC T2 mức giá 4.500.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, tặng kèm dây cáp quang của AudioQuest. Và đương nhiên rồi, con này có cục nguồn sẵn rồi nên là mình không cần phải tặng dây nguồn, cục nguồn cho anh em nữa. Quý vị và các bạn nghĩ sao về hai chiếc đầu giải mã này có thể comment phía dưới tôi biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.